Xin chào tất cả các thí sinh của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Trong tập tiếp theo, những thử thách bạn đứng nào đang chờ đón các chiến binh của Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Xin được chào đón chị Trần Thanh Ngân, founder của tổ chức The New Leader, tổ chức giáo dục về những kỹ năng, về leadership skill từ Đại học Harvard. Em xin chào tất cả các bạn. Và bây giờ, xin chào đón Hoa hậu Hương Giang. Chào tất cả các thí sinh của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2022. Tôi ủng hộ việc first face và vedette là vị trí quan trọng trong một show diễn thời trang là bởi vì vị trí đó được nhiều tiền. Tôi phản đối với ý kiến này của bạn bởi vì là một show diễn thời trang không thể tốt nếu bạn chỉ là một cá thể mà bạn cần phải có sự giúp đỡ của cả tập thể. Em có nhận xét một chút xíu. Chị Thùy cho em nói trước khi chị nhận xét được không ạ? Em nói đi. Theo em thấy, team của chị Thủy đưa ra một cái ví dụ mà bạn ấy cho rằng đúng. Cái đó cũng là một cái điểm trừ, tại vì đó là một cái câu chuyện rất là tiêu cực mà đưa vào cái ví dụ như thế này. Và thêm nữa, đây là debate là ủng hộ và phản đối. Nhưng mà team của các bạn liên tục lặp lại hai lần là team của chúng tôi hoàn toàn không phải là phản đối ý này. Có nghĩa là các bạn đã phủ nhận đi cái phần thi của các bạn rồi. Nếu mà Kim Duyên nói thì em cũng sẽ nói cái quan điểm của mình về cái việc một vấn đề để mình tranh luận với nhau thì mình nêu ra những cái vấn đề tốt khi mà mình ủng hộ cái vấn đề đó, nhưng mà cũng có những cái xấu mà chúng ta cần nên gạt bỏ đi. Và bây giờ chúng ta là tranh luận với nhau, chúng ta đá bóng chứ không đá người, không phản ánh cá nhân của người trình bày mà chỉ nói lên quan điểm của người đó. Và nếu mà 138 đã nêu lên quan điểm của mình thì tại sao team Kim Duyên không phản bác lại cái vấn đề đó? Nếu mà nghĩ nó sai thì cứ phản bác để chấp nhận cái chuyện đó. Chị nói được chưa? Ai sẽ chinh phục được thử thách để tiếp tục hành trình chinh phục vương miện final của mình? Ai sẽ phải nói lời chia tay với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022? Tất cả sẽ có trong tập tiếp theo, được phát sóng vào lúc 20h15 phút thứ Bảy ngày 7 tháng 5 2022 trên kênh VTV9, độc quyền trên YouTube Uni Network, ứng dụng Vion và các kênh truyền hình địa phương.